Bây giờ tiếp tục mình sẽ đến với phần tự luận nè. Tính số mol của 5,6 lít khí oxy CO2 28,4 gam Na2H4 3,3 nhân 10 mũ 23 phân tử NO. Bây giờ mình làm sao đây? Bây giờ mình viết công thức ra ha. Các cái công thức tính số mol nè. Tính số mol đó mà liên quan đến khối lượng. Số mol mà liên quan đến khối lượng nha. Thì n là số mol á, n sẽ bằng m nhỏ chia m lớn. M nhỏ là khối lượng, m lớn là nguyên tử khối của cái chất đó ha. Phân tử khối của cái chất đó. Tiếp tục. Tính số mol mà liên quan đến thể tích. Liên quan đến thể tích. Tính số mol mà liên quan đến thể tích. Như vậy số mol sẽ là gì? V chia 22,4. Lưu ý anh này là ở điều kiện tiêu chuẩn. Được chưa? Công thức kế tiếp là gì đây? Nếu mà người ta cho số nguyên tử, số phần tử. Số nguyên tử, số phân tử. Thì cái công thức tính số mol á, số mol sẽ bằng số nguyên tử hay là số phân tử chia cho số Avogadro là 6 nhân 10 mũ 23. Đấy. Chưa? Rồi từ đây mình sẽ làm cái câu A nha mấy đứa. Câu A. Người ta cho 5,6 lít khí CO2, người ta kêu tìm số mol nha. Như vậy đi tìm số mol của khí CO2 này. Nghĩa là liên quan đến lít. Liên quan đến lít là liên quan đến thể tích. Mà thể tích thì mình dùng công thức này ở điều kiện tiêu chuẩn. N bằng V chia 22,4, được chưa? Như vậy số mol của CO2 bằng V là bằng thể tích của CO2 chia cho 22,4 mà thể tích của khí CO2 là 5,6 nè, 5,6 lít nè. Được chưa? Giờ mình tính ra. Rồi là 0,25 nha. Với đơn vị là mol. Tiếp tục. Đến đây. Bây giờ đi tìm số mol của Na2H4 natri sunfat muối. Rồi. Tìm số mol của Na2H4. Mấy đứa quan sát coi để cho gì? Để cho khối lượng, để cho 28,4 gam, để cho khối lượng, đúng không? Để cho khối lượng. Như vậy khi để cho khối lượng mình dùng công thức nào để tính số mol? Để cho khối lượng này, số mol bằng m nhỏ chia m lớn. Số mol bằng m nhỏ của Na2H4 nè chia m lớn của Na2H4. Mà m nhỏ của nó là 28,4 chia m lớn của Na2H4 là phân tử khối của nó. Thì mình tính như sau: natri là 23 nhân 2 cộng lưu huỳnh là 32 cộng oxy là 16 nhân 4. Được chưa? Bằng 142. Rồi lấy 28,4 chia 142. Rồi ra 0,2 luôn. mol. Nhớ ghi đơn vị nha, không ghi đơn vị mất điểm đó. Rồi, anh này là nó cho số phân tử là 3 nhân 10 mũ 23.
Số phân tử của NO, như vậy đi tìm số mol của NO. Như vậy công thức của nó là gì? Số mol của nó, nếu mà người ta cho số nguyên tử, số phân tử thì số mol sẽ bằng số nguyên tử, số phân tử chia cho số Avogadro là 6 x 10 mũ 23. Như vậy ta sẽ lấy cái số phân tử này nè. Chia 6 x 10 mũ 23. À, số phân tử là 3 x 10 mũ 23. Chia 6 x 10 mũ 23. Được chưa? Rồi 10 mũ 23 trên dưới đơn giản, 3 phần 6 là 3 chia 6. À, ra là 1 phần 2, 1 phần 2 là 0,5. Được không? Mol. Rồi như vậy là xong rồi đó. Tiếp tục. Câu B nè, tính thể tích nè. Bây giờ tôi sẽ liệt kê một số công thức tính thể tích ra nha. Thể tích khí nha, ở điều kiện tiêu chuẩn. Câu B tính thể tích nè. Như vậy cái công thức tính thể tích V sẽ bằng gì? Bằng số mol nhân 22,4 điều kiện tiêu chuẩn. Tính thể tích sẽ lấy số mol nhân 22,4 rồi bắt đầu mình làm nha. Bây giờ mình sẽ tính thể tích của khí oxy sẽ bằng số mol của oxy là 0,25 nè nhân cho 22,4. À. Như vậy VO2 sẽ bằng số mol của oxy. Đó, nhân mấy đứa thấy ghi vậy, số mol của oxy nhân 22,4 mà số mol của oxy là để cho đâu? Số mol oxy nè là 0,25. Như vậy ta lấy 0,25 nhân 22,4. Rồi, đó là 5,6 gam, 5,6 lít nha. Đơn vị của thể tích là lít. Tiếp tục. Ý kế. Bây giờ đi tìm thể tích của SO2 nha. Tìm thể tích của SO2. Như vậy, đi tìm V của SO2. Nó bằng cái gì? Trong khi đó đề cho khối lượng của SO2. Đề cho khối lượng SO2 là 8,8. Đây là tư tóm tắt đề. Thì bây giờ mình muốn tìm thể tích thì cần phải có số, muốn tìm thể tích SO2 thì cần phải có số mol SO2 đúng không? Như vậy ta chưa có số mol SO2, ta đi tìm số mol SO2. Nhưng ta biết rằng số mol SO2 mà liên quan đến khối lượng, công thức tính số mol mà liên quan đến khối lượng sẽ lấy m nhỏ chia m lớn. Như vậy số mol của SO2 sẽ bằng m nhỏ của SO2 chia m lớn của SO2, mà m nhỏ của SO2 là 8,8 chia m lớn của SO2 là 44 ha. Không tin mình tính nè, lưu quên là 32 cộng oxy là 16 nhân 2. Đấy, 64. À, 64, 44 là CO2, nhớ nhầm. 64, rồi 8,8 chia 64. Không phẩy 1375. Rồi 0,1375 nha. Đơn vị là mol. Rồi như vậy mình đã có số mol của SO2 thì mình sẽ đi tìm được thể tích SO2. Thể tích sẽ lấy số mol SO2 nhân cho 22,4, tại vì nó điều kiện tiêu chuẩn mà. Tiêu chuẩn thì thường đây. Nè, anh này điều kiện tiêu chuẩn hết là nhân 22,4 nha. Điều kiện thường nhân 24. Số mol của nó là 0,1375 nhân 22,4. Rồi, ra là 3,08 lít nha mấy đứa. Rồi như vậy là xong.
Xong câu B. Bây giờ câu C nè. Tính khối lượng. Tính khối lượng ha. Đây. Tính khối lượng thì ở đây tôi chỉ mới đưa cái công thức về khối lượng. Khối lượng là m mà nhỏ. M mà nhỏ sẽ lấy số mol nhân m lớn. Đây là công thức về tính khối lượng nha. Tính khối lượng. Thì mình muốn tính khối lượng của AlCl3 thì cần phải có số mol của nó. Có số mol sẵn rồi nè. Nhân m lớn. Như vậy khối lượng của AlCl3 bằng số mol của AlCl3 nhân m lớn của nó. Mà số mol của nó là bao nhiêu? 0,2. Nhân m lớn của nó. Tính nè. Nhôm là 27 cộng calo là 35,5 nhân 3. 3 lần mà. Rồi Fe đây cái 133,5. Rồi lấy 133,5 nhân cho 0,2. Rồi. Rồi như vậy kết quả là 26,7 gam. Rồi. Tiếp tục. Bây giờ đi tính khối lượng của CO2 nha mấy đứa. Tính khối lượng. Biết rằng người ta cho thể tích CO2 bằng 8,96 lít ở điều kiện tiêu chuẩn. Mình biết rằng muốn tìm khối lượng của CO2 thì cần phải có số mol của CO2, nhưng đề chưa cho số mol. Ở vị trí này đề chưa cho số mol, ta cần phải đi tìm số mol của CO2. Mà số mol liên quan đến thể tích. Số mol sẽ bằng gì? Công thức tìm số mol mà liên quan đến thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn. Như vậy số mol sẽ bằng V chia cho 22,4. V này là V của CO2 nhớ đó, là 8,96. Ồ, 8,96. Rồi, như vậy cái kết quả anh này là nhiêu? 8,96 chia 22,4 nó ra là 0,4 nha. Mol nha. Như vậy ta đã tìm được số mol rồi đó. Bây giờ ta đi tìm khối lượng. Khối lượng thì lấy số mol nhân m lớn. Mà số mol của CO2 mình vừa tìm được là 0,4. Nhân m lớn của nó, carbon là 12, oxy là 16 nhân 2. Rồi 44. Được chưa? 44 nhân cho 0,4. Đó là 17,6. Yeah. Như vậy là xong. Đấy. Như vậy là mình đã làm xong bài số 1. Tiếp tục đến với bài số 2. Tôi sẽ viết thẳng vô trong đây luôn nha mấy đứa. Kali cộng CL. Kali cộng clo. Thấy không ta? Rồi, viết ra luôn đi. Biết là mấy đứa không thấy nữa. Rồi câu 2 nha. Hoàn thành chuỗi phản ứng nha. Đây. Câu 2. Câu A. Là K cộng clo. Nhớ khi tác dụng với clo nè, hydro nè, oxy nè, thì cần phải có tê độ nha mấy đứa. Rồi K với CL ra là KCL. Rồi mấy đứa cân bằng nè. Ở đây kali kim loại trước nha. Kim loại là KK bằng nè. Giờ kim loại đã xong rồi đến phi kim nè. Mấy cờ lo đây? Ở đây có 2 cờ lo. Mà bên đây chỉ có 1 cờ lo thôi. Ta để số 2 vô. Để số 2 vô. Rồi 2 cờ lo. 2 cờ lo bằng mấy kali? 2 kali. Mà bên đây có 1 kali. Để số 2. Rồi như vậy là xong. Câu B.
Này, Ban đầu cái sơ đồ người ta viết bằng nét đất nha mấy đứa. Khi mấy đứa viết sơ đồ là phải vẽ bằng nét liền nha. Lưu ý chỗ này. Natri oxit cộng nước, anh này là oxit bazơ cộng nước thì tạo ra dung dịch bazơ là NaOH. Cái này mày mốt mày lên 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 lớp 9 á sẽ học rõ về cái này hơn ha. Rồi bây giờ cân bằng nè, kim loại trước, kim loại là âm có hai chữ là natri. Bên đây hai natri nè, mà bên đây chỉ có một natri thôi. Đúng chưa? Như vậy ta để số 2 vô là hai natri bằng rồi đó. Rồi đến hydro nè. Hydro oxy là cân bằng sau cùng, thường oxy nó sẽ tự bằng nhau đó. Ở đây hai hydro đúng không? Bên đây cũng là hai hydro, vậy hydro bằng oxy nè, hai oxy. Bên đây cũng hai oxy bằng luôn, hai vế bằng rồi đó. Như vậy là xong rồi đó, được không? Rồi câu C nè. H với BR sinh ra là HBr. Được chưa? Rồi. Tê độ như đó, điều kiện nè, tác dụng hydro nè, clo nè, oxy là phải có tê độ nha. Rồi. Cân bằng nè. Hai brom nè, mà bên đây có một brom thôi. Brom là phi kim nha. Hai brom mà bên đây chỉ có một brom thôi. Để số 2 vô. Được chưa? Như vậy bên đây hai brom, bên đây hai brom bằng hydro nè. Với bên đây có hai hydro, bên đây cũng có hai hydro bằng, như vậy là xong. Mg với HCl, vậy Mg sẽ ghép với Cl ra là Mg Cl. Mg này quá trị 2, clo này quá trị 1, giục chéo dưới chân này. Còn H2. Rồi cân bằng nè. Magie với magie bằng. Đúng không? Rồi. Kim loại đã cân bằng xong, đến phi kim là cân bằng clo. Ở vế bên đây có một clo thôi, mà bên đây tới hai clo là nó chưa bằng. Vậy phải để bên đây là số 2. Để anh này nó biến thành hai clo, bên đây cũng hai clo bằng hydro nè. Anh này có hai hydro mà bên đây cũng hai hydro, như vậy là xong rồi đó, bằng luôn ha. E. Anh này là kali clorat, tê độ nha mấy đứa. Anh này là nhiệt độ phân hủy, tạo ra KCl với là oxy. Tê độ. Cái này mấy đứa cái phương trình này trong sách ha, trong sách. Ừ. Rồi mấy đứa cân bằng nè. Kali kali bằng clo clo bằng oxy nè, một anh ba một anh hai đổi chỗ cho nhau, một anh ba một anh hai nè, hai này chưa bằng nhau đúng không? Bên 3 oxy, bên 2 oxy đổi chỗ cho nhau, có nghĩa là 3 oxy sẽ đi qua 2 và 2 oxy sẽ về 3. Được chưa? Như vậy lúc bây giờ nó thành 6 oxy. Bên đây cũng 6 oxy là bằng rồi. Bây giờ coi nè, coi lại KCl nè. Ở đây có hai lần KCl mà bên đây có một cái KCl, phải để số 2 vô. Đấy, như vậy là bằng. Ha. F. AL với CL ra là AL CL mấy mới đó? CL3. Tại vì clo này quá trị 1, AL này quá trị 3, giục chéo dưới chân, giục chéo xuống, chỉ số dưới chân ha. Nhớ tác dụng với này cũng phải có T, T đó. Tác dụng với clo này, hydro này, oxy này, tại vì nó là khí mà, khí là phải có nhiệt độ vô thì nó mới phản ứng được ha. Rồi cân bằng này, nhôm với nhôm ok chưa? Rồi bằng. Ở đây hai clo, ở đây ba clo, hai này khác số đổi chỗ cho nhau. Hai thì đi qua bên ba, ba clo thì qua hai. Được chưa?
Rồi câu lại calo này. Bên đây là 6 calo, 2 lần của 3 calo 6 calo. Bên đây 3 lần 2 calo 6 calo. Mấy AL đây? 2 AL mà bên đây có 1 AL. Cái số 2 nha. Đây xong rồi đây. Rồi tiếp. G. Nào ha. Còn H2S4. Rồi, Na này sẽ ghép với góc S4, đầu sẽ ghép với nhóm cuối mà đúng không? Đó là Na 2 S4. Natri quá trình 1, S4 quá trình 2 dục chéo chỉ số dưới chân Na 2 S4 cộng H2O. Rồi, cân bằng nè. Kim loại trước, ở đây 1 natri, mà bên đây 2 natri lận nè, thì thải qua đây 2, nó mới bằng natri. Rồi, tới phi kim nè, là lưu huỳnh là phi kim đó, một lưu huỳnh bằng. Tới hydro nè, ở bên đây mấy hydro? 2 hydro, với 2 hydro đây nữa là 4 hydro. 4 hydro mà bên đây có 2 hydro à, tôi để số 2 vô. Để 2 x 2 là 4, nó bằng hydro. Giờ oxy nè. 2 oxy. Đúng chưa? Đây 4 oxy là 6 oxy, cái cụm bên đây là 6 oxy. Bên đây nè, 4 oxy với đây 2 oxy nữa là 6 oxy là bằng luôn. Đó, thường mấy đứa cân bằng oxy cuối cùng nó bằng nhau, tự bằng luôn ha. Câu hai. Rồi, hydro Fe3O4 là oxy sắt từ nha. Anh này gọi là phản ứng trao đổi và oxy hóa khử trong đây nè. Qua học kỳ 2 mới đứa sẽ học về phản ứng oxy hóa khử nha. Rồi, tác dụng hydro nè, tây độ nè. Được chưa? Rồi, cân bằng nè. Kim loại trước, đây 3 sắt mà ở đây có 1 sắt nè. Để đây số 3, 3 sắt. Rồi, giờ đến hydro nè. 2 hydro, 2 hydro bằng nè. Bây giờ oxy nè, đây 4 ô mà ở đây có 1 ô. Thì sao? Để máy vô. Suy nghĩ coi. Rồi, như vậy ở đây có 1 ô mà ở đây 4 ô, để đây 4 nha. Là 4 ô. Như vậy nó thành mấy hydro? 8 hydro. Mà bên đây có 2 hydro. Để đây 4 hydro. 8 hydro. Như vậy là bằng rồi đó. Chưa? Rồi, xin mời. Rồi, tiếp tục đến với câu 3. Đây là câu 3. Khi nhiệt phân 24,5 gam kali clorat KCl3, nghĩa là người ta cho khối lượng của KCl3. Bây giờ mình tóm tắt đề nha. Người ta cho cái gì làm đó thôi. Cho khối lượng của KCl3 rồi thu được ở nhiệt độ cao nha, là tây độ đó, thu được kali cloro. Kali cloro là KCl và khí oxy. Được chưa? Viết phương trình hóa học câu A. Có khối lượng mình sẽ giúp mình đi tìm được gì nữa đó? Số số mol. Được chưa? Như vậy bây giờ ta đi tìm số mol đi nha. Tìm số mol trước rồi viết phương trình sau. Số mol của KCl3. Số mol mà liên quan đến khối lượng, như vậy số mol sẽ bằng m nhỏ chia m lớn. M nhỏ đề cho là 24,5 chia m lớn, kali là 39 cộng clo là 35,5 cộng oxy là 16 nhân 3. Rồi. Đó là 122,5. Rồi.
Rồi lấy 24,5 chia 122,5. Rồi ra 0,2 nha. 0,2 mol. Như vậy mình bây giờ mình đã có số mol rồi, bắt đầu câu A người ta kêu viết phương trình đúng không? Câu A nè, viết phương trình hóa học nè. Câu A viết phương trình là KCl3. Người ta nói là bị gì mấy đứa? Nhiệt độ đúng không? Là tây độ lên. Tạo ra kali cloro là KCl và oxy, khí oxy. Rồi bây giờ mình đi cân bằng nè. Cân bằng. Kali kali bằng clo clo bằng. Bên đây 3 ô, bên đây 2 ô, đổi chỗ cho nhau. 3 thì đi qua 2, 2 thì về 3. Thì nó thành mấy cái KCl đây? Hai góc KCl đúng không? Mà đây ha, có một cái KCl thôi, để đây số 2. Hai kali, hai clo bằng. Rồi ok. Sau khi ta đã viết phương trình rồi, ta sẽ đưa số mol vào. Đưa số mol vào đi nha. Số mol là 0,2. Số mol của chất này là 0,2. Và tất cả này đơn vị là mol nên tôi sẽ để phía ngoài đây. Ở đây tôi viết, tôi giảng tôi viết mực đỏ nha mấy đứa. Mấy đứa làm viết mực một màu thôi nha. Rồi, 0,2. Bây giờ ta sẽ tìm số mol ở vị trí này. Như vậy đem anh này phân phát số mol cho từng anh. Tính số mol ra đây nha. Như vậy lấy 0,2 nhân chéo chia ngang nha. Tìm đây. Tìm chỗ này nha. Như vậy lấy 0,2 nhân 2 chia 2 thì cũng ra 0,2. Rồi tìm số mol đây. 0,2 nhân 3 chia 2, được chưa? Nhớ lấy anh này làm chủ nha, chứ không phải lấy anh này nha, lấy một mình anh này thôi. 0,2 nhân 3 chia 2. 0,2 nhân 3 là 0,6 chia 2 là 0,3. Được chưa? Tất cả này đơn vị là mol. Khi làm bài đừng có đóng khung giống tôi vậy nha. Ở đây tôi giảng cho mấy đứa hiểu. Cứ để 0,2, 0,2, 0,3 mol là được. Rồi, có ai thích thì cứ suy chịu mũi tên từ đây qua đây nhầy. Cũng được, nghĩa là ám chỉ từ anh này đi ngược số mol về bên đây. Đấy. Không mấy khỏi cũng được, không sao đó. Rồi, tính thể tích khí sinh ra. Rồi, câu B, tính thể tích khí sinh ra. Khí sinh ra là khí oxy nè mấy đứa, đúng không? Như vậy V của oxy ở điều kiện tiêu chuẩn nha. V của oxy, số mol thể tích oxy sẽ bằng số mol của oxy nhân cho 22,4. Mà số mol của oxy là 0,3. Nhân điều kiện tiêu chuẩn mà nên mình phải nhân cho 22,4. Rồi ra 6,72 lít nha. Rồi như vậy là xong câu số 3. Ok chưa? Đây cái đề câu 3 nè. Đề mờ quá đúng không? Rồi đây là bài giải câu 3. Rồi tiếp tục đến câu số 4 nha. Cho 9,75 gram kẽm ha. Người ta cho gì của kẽm nè? Cho khối lượng của kẽm. Đi tìm cái gì của kẽm trước đi. Rồi mình làm tiếp. Luôn luôn phải đi tìm số mol. Số mol của kẽm, kẽm là Zn. Số mol mà liên quan đến khối lượng sẽ lấy m nhỏ chia m lớn. M nhỏ là 9,75. Chia m lớn của kẽm là 65, đúng không? Chín phẩy bảy năm chia số nào? 0,15 mol. Rồi, sau đó bước thứ hai đi viết phương trình nè. Viết phương trình đúng không? Viết phương trình là cho kẽm tác dụng với axit clohydrid là HCl. Như vậy Zn cộng với HCl. Zn sẽ ghép với Cl. Được chưa? Thì bây giờ và đẩy hydro đi ra là H2. Bây giờ clo nè, ở đây tôi giảng thì tôi viết cho mấy đứa hiểu nha.
Calo này quá trị 1, ZN này quá trị 2, dục chỉ số dưới chân. Vậy ZN 1, CL 2. Đó. Nên khi làm mình chỉ cần ghi ZN CL 2 thôi. Còn cái này đừng ghi nha. Rồi khi viết phương trình xong, ta cân bằng phương trình. Nhớ nha, đầu tiên đi tìm số mol. Bước thứ hai viết phương trình. Viết phương trình xong cân bằng. Cân bằng xong đưa số mol vào. Và đi tìm các anh kia, các số mol kia, các số mol của chất kia còn lại, được chưa? Bây giờ cân bằng nè. ZN, ZN bằng, ở đây 2 cờ lo mà ở đây có 1 cờ lo thôi, thì đây số 2. Rồi 2 hydro, bên đây 2 hydro bằng luôn rồi đó. Như vậy là xong rồi đó. Rồi bây giờ đem số mol vào đi phân phát cho từng nhà nha. Đem số mol vào là 0,15 là của ZN. Rồi tất cả này mol tôi để ngoài bìa nè. Thay vì từng chất, từng vị trí mấy đứa phải ghi mol, nhưng mà bây giờ mấy đứa để một cái mol ở ngoài thôi. Rồi tìm số mol đây, thì đem anh này nào phân phát 0,15 nhân 2 chia 1. Như vậy 0,15 nhân 2 chia 1 thì nó ra là 0,3. Rồi tiếp tục anh này nè, vẫn là người đi phân phát số mol nha mấy đứa. Phân phát ở đây. Như vậy lấy 0,15 nhân cái hệ số này là 1, chia cái hệ số này là 1. Không có số nào ở đây, tức nghĩa là mấy đứa phải ngầm hiểu đây là số 1 nha, số 1 nha. 0,15 nhân 1 chia 1 cũng ra 0,15. Rồi tiếp tục ở đây. Tiếp đây thì lấy 0,15 nè, nhân cái hệ số đây là 1, chia hệ số đây là 1 thì cũng ra là 0,15. Rồi khi đã tìm viết phương trình rồi, tính thể tích khí sinh ra. Khí sinh ra là khí hydro, được chưa? Bây giờ đi tìm thể tích khí hydro. V của hydro, thể tích thì lấy số mol nhân cho điều kiện tiêu chuẩn mà, đúng không? Vậy lấy số mol của hydro nhân cho 22,4. Số mol hydro là 0,15 nhân 22,4. Rồi ra là 3,36 lít. Rồi như vậy là xong. Xong câu số 4, đơn giản không? Tiếp tục câu số 5. Câu số 5 dẫn ha. Người ta cho thể tích hydro, hydro điều kiện tiêu chuẩn, đi tìm gì của hydro trước đi mới được. Thể tích khí luôn luôn phải đi tìm số mol nha. Cái dạng toán này là phải đi tìm số mol. Số mol mà liên quan đến thể tích á, số mol mà liên quan đến thể tích điều kiện tiêu chuẩn thì bằng gì? Số mol sẽ bằng gì? V chia cho 22,4 mà V là 6,72 lít nè, lít là thể tích á, là V đó, chia cho 22,4. Dạ yeah. 0,3 nhé. Rồi tiếp tục nè, đem cái hydro này qua Fe2O3 đun nóng là cho hydro tác dụng dưới này, tê độ lên. Viết phương trình đó, thu được sắt và nước. Bây giờ đến nhìn tôi viết nha. Câu A nè, viết phương trình nè là gì? H cộng Fe2O3 đun nóng là phải có tê độ, tạo ra sắt, sắt là Fe, và nước, nước là H2O. Đó, đề kêu sao mình làm vậy. Rồi giờ cân bằng nè. Kim loại trước 2Fe mà ở đây có 1Fe thì để đây 2Fe. Rồi bằng sắt bằng lại nè. Giờ đến oxy nè. Ở đây 3O mà ở đây có 1O à, thì để đây 3. Là 3O đúng không? Rồi giờ hydro nè. 6 hydro mà ở đây có 2 hydro. Thì để đây 3 mới ra 6 hydro được. Rồi như vậy là xong rồi đó. Cân bằng xong rồi đó, được chưa? Rồi tiếp tục nè. Sau khi cân bằng rồi, viết phương trình luôn rồi nè. Đó, tính số mol, viết phương trình cân bằng. Bây giờ mình đưa số mol vô nha mấy đứa. Đưa số mol vô. Đưa số mol vô là bao nhiêu nè? Số mol của hydro là 0,3 đúng không?
Đáng lý là mấy đứa phải viết lại một cái phương trình nữa. Cái câu A là viết phương trình vậy thôi. Đó, câu B là tính khối lượng, muốn tính khối lượng là phải viết lại phương trình một lần nữa. Nhưng mà tôi tắt luôn nha. Ở trường nếu mà giáo viên cũng viết lại thì mấy đứa làm theo giáo viên nha. Ở đây tôi làm nhanh luôn. Rồi, hydro là 0,3. Làm như thế này cũng không sao hết á. 0,3. Đưa số mol vô nè. Được chưa? Rồi, tôi không thích để mol tất cả thì tôi để từng anh làm mol. Rồi, tôi đem anh này ban phát đây. Lấy 0,3 nhân hệ số đây là 1, 0,3 nhân 1 chia 3. Thì nó ra là 0,1. Tiếp. Ở đây. 0,3 nhân 2 chia 3. Được chưa? 0,3 0,2. Rồi, tiệm đây. 0,3 nhân 3 chia 3 thì ra 0,3 luôn. Được chưa? Rồi, sau khi đã viết phương trình tìm số mol rồi bây giờ bắt đầu mình tính nè. Tính khối lượng sắt sinh ra. Khối lượng sắt là khối lượng của Fe nè. Như vậy, của B nè, khối lượng sắt sinh ra. Khối lượng của Fe. Nếu khỏi ghi AB cũng được, người ta nhìn vô người ta biết mà. Khỏi ghi AB cũng được luôn ha. Tính khối lượng sắt sinh ra. Khối lượng sắt. Muốn tìm khối lượng thì lấy số mol nhân M lớn. Số mol của sắt. Dòng số mol là cái dòng này à. Cái dòng mà đẻ ra số mol là cái dòng này. Số mol của sắt này là 0,2 này. Nhân M lớn của sắt là 56. Rồi ra 11,2. Đơn vị là gì? Là gam. Như vậy là xong. Được chưa? Câu số 6. Tìm tên nguyên tố ha. Viết ký hiệu hóa học. Nó nghĩa là mình xác định cái tên nguyên tố đó là gì và viết ký hiệu của cái nguyên tố đó đó. X, A, R ha. Câu 6A. Rồi. Bây giờ 0,12 mol nghĩa là cho khối lượng nguyên tử X nặng cho số mol cho khối lượng. Như vậy mình có cái công thức nào mà được? MX khối lượng của cái chất X này sẽ bằng số mol của cái chất X này nhân M lớn của cái chất X này, đúng không? Công thức khối lượng. Rồi, bây giờ mình đã có khối lượng rồi, bắt đầu mình suy ra nè. Khối lượng của cái chất này là 7,68 gam. Gam là khối lượng mà. 7,68 bằng số mol của cái chất X này là 0,12 nhân M lớn, chính là cái tên nguyên tử mà mấy đứa tìm nè. Đấy, đang tìm. Mấy đứa chỉ kia ta cần M lớn là phân tử khối. Như vậy mấy đứa chỉ cần tìm phân tử khối của cái chất X này là bao nhiêu, nguyên tử X này là bao nhiêu nè. Thì mấy đứa biết X này là nguyên tố học là gì ha. Rồi, MX thì mấy đứa sẽ lấy, mấy đứa thấy là 7,68 bằng cái cộng này thì mấy đứa thể viết là cái cộng này bằng 7,68. Vậy tìm MX sẽ lấy 7,68 chia 0,12. Được chưa? Rồi, chia cả. Rồi, 7,68 chia 0,12 ra 64. M lớn của nó bằng 64. 64 suy ra x là đồng. Suy ra x là nguyên tố đồng. X là đồng đi. Đồng. Vậy ký hiệu
siêu. Được không? Đồng số tư. Rồi như vậy là xong một câu rồi của B nè. Tương tự như vậy, có thể tích mấy đứa cũng phải đi tìm số mol nha mấy đứa. Cái loại này là phải đi tìm số mol với khối lượng thì mới làm được nha. Bây giờ có thể tích nè, có thể tích khí nè, đi tìm số mol của khí AH3. Được chưa? Người ta cho thể tích là 2,24, sẽ đi tìm số mol của cái khí. Rồi đi tìm số mol của khí AH3 nha. Số mol mà liên quan đến thể tích. Anh này có điều kiện tiêu chuẩn hay không ta? Không nói gì hết. Như vậy nó có điều kiện tiêu chuẩn không? Như vậy mấy đứa tôi nghĩ là điều kiện tiêu chuẩn nha mấy đứa. Đề không nói nhưng mà tại vì điều kiện thường đó là chia 24, điều kiện tiêu chuẩn là chia 2/4. Đấy, nên mình chia 22,4 thì nó ra đẹp, còn chia 24 ra kết quả xấu đó. Tôi nghĩ là điều kiện tiêu chuẩn ha. Rồi, số mol sẽ lấy bằng V chia 22,4 mà thể tích của nó là 2,24. Rồi bấm nha. Rồi ra 0,1 nha. Mol nha. Rồi, khi đã có số mol thì mấy đứa dùng cái công thức y chang như thế này. Được không? M lớn của cái chất này bằng số mol của cái chất này nhân M nhỏ chứ khối lượng, để cho khối lượng nữa nè. Như vậy mình đã có khối lượng, có số mol thì mình dùng công thức giống ở trên luôn. Rồi. Công thức là gì? M của AH3 bằng số mol của cái AH3 này. Của cái khí, đúng không? Nhân M lớn của cái khí AH3. Rồi. Bây giờ mình thế số vô thôi, đúng không? Thế số vô. Khối lượng của nó đề cho là bao nhiêu nè? Khối lượng là nặng nè, là 1,7, được chưa? AH3 nặng 1,7. Như vậy ngay chỗ này nè. 1,7 nha. Số mol của nó là bao nhiêu? 0,1 nhân M lớn của nó. M lớn của nó tức nghĩa là bằng M lớn của cái chất A này. Chất A này không biết, cộng 3H hydro là 1, 3 nhân 1 là 3. Rồi nhân phân phối vô đi. Tại vì mấy đứa nhân phân phối vô chứ thay gì người ta lấy 1,7 chứ 0,1 nó lẹ hơn, đúng không? Tôi làm từ từ. Nhân phân phối vô 0,1 nhân MA. Rồi bây giờ mình nhân vô 0,1 nhân MA. 0,1 nhân 3 là 0,3. Được không? Thay vì mấy đứa lấy là A, ví dụ A là nitơ đi, thì mấy đứa lấy là 12 cộng 1 nhân 3, đúng không? Nhưng mà bây giờ này không biết thì mình giữ lại là cái chất này. Rồi mấy đứa chuyển số vào bên đây. 0,3 chuyển qua bên đây là trừ 0,3, lấy 1,7 trừ 0,3 đó là 1,4. 1,4 bằng 0,1 MA. Như vậy 1,4 bằng cái cộng này, tôi viết cái cộng này bằng 1,4 cho mấy đứa dễ hiểu. Rồi là gì đây? Nhân thành chia, lấy 1,4 chia 0,1 ra 14. Được không? 14. Rồi như vậy mấy đứa ra 14. Như vậy mấy đứa suy ra A là gì mấy đứa? A là nguyên tố gì? Nitơ đúng không? A là nitơ. Rồi ký hiệu, ký hiệu hóa học á.
Ký hiệu là gì đây? Ký hiệu hóa học đây. Để người ta bắt lỗi ạ. Là gì? Là N, đúng không? Rồi. Rồi, như vậy mấy đứa cũng sửa trên đây dùm nha. X là đồng, ký hiệu hóa học là Cu nha. Viết rõ ràng ra luôn, ký hiệu hóa học luôn. Để người ta bắt lỗi mình ạ. Rồi, tiếp tục đến câu C nha. Rồi, câu C nè. Đã có số mol là 0,15 rồi, có khối lượng rồi. Bây giờ dùng công thức làm luôn ha. Khối lượng của RO2 sẽ bằng số mol của RO2 nhân M lớn của RO2. Rồi bây giờ bắt đầu mình đưa vô nè. Cái này bao nhiêu nè? Khối lượng của nó là 9,6. Số mol của nó là 0,15. R không có thì mình viết MR cộng oxy là 16 nhân 2 là 32. Rồi. Mấy đứa lớp 8 không biết học Sira thì dấu Sira cho ta tương đương chưa? Tương đương luôn đi nha. Rồi nhân phân phối vô. 0,15 nhân này ra là 0,15. Ở đây mấy đứa có thể làm là giữ nguyên cái ngoặc này rồi lấy 9,6 chia 0,15 được kết quả rồi chuyển 32 qua là được nha. Nhưng mà tôi làm từ từ á. Làm cái cách mà mấy đứa hay làm á cho mấy đứa dễ. 0,15 nhân 32. 4,8. Rồi. Bốn phẩy tám chuyển qua là trừ 4,8, lấy 9,6 trừ 4,8 đó là 4,8 luôn. Rồi nhân này thành chia 4,8 bằng cái cộng này thì tôi viết cái cộng này bằng 4,8, vậy MR sẽ lấy 4,8 chia 0,15 nha. Ra 32 mới nữa. 32. Rồi mới được kết luận được rồi. Vậy R là ha, suy ra hoặc là vậy gì cũng được. Vậy đi ha, vậy R là 32 là gì? Là lưu huỳnh đúng không? Là lưu huỳnh. Vậy R là lưu huỳnh. Ký hiệu hóa học, ký hiệu hóa học là gì? Là S ha. Như vậy là xong nha. Như vậy là xong đề rồi đó. Này thấy chữ hết rồi. Nè hết rồi. Hết đề rồi. Rồi đứa ráng làm thi cho tốt nha.